Xin chào mọi người, hôm nay mình lại trở lại. Đầu tiên là cho Tangle Master. Mấy bạn ơi, chia sẻ cho mình nhé, để mình có một cái động lực để làm nhiều cái kênh game hay cho mấy bạn chơi nhé, mấy bạn coi nhé. Xin mấy bạn ủng hộ mình nhé, like và chia sẻ thật nhiều với người thân của các bạn nhé. Sự chia sẻ của bạn là động lực to lớn của mình nha mấy bạn ơi. Thank you.
Thank you.